Hello, this is Nail System from Tin Tin Marketing. Video này sẽ hướng dẫn cô chú anh chị cách reboot cái máy Mini Clover. Tại vì Clover sẽ update cái system của họ một năm khoảng 1-2 lần. Cho nên sometimes mình cần reboot cái máy của mình để cho nó hoạt động suôn sẻ hơn. Cái thao tác đầu tiên mình cần bỏ 4 ngón tay vô 4 góc. Rồi mình bỏ cái password của cái system vô. Rồi khi mà mình bỏ password vô á, mình kéo từ ở góc trên bên tay phải xuống là nó sẽ hiện lên cái nút reboot cho mình, là nút này mình bấm vô rồi bấm reboot. Rồi sau khi mà reboot xong á, system sẽ hỏi mình bỏ vô cái password một lần nữa. Rồi sau khi mà mình bỏ vô cái password rồi đó, mình cần kéo cái app menu này vô bên tay phải. Mình cần mở cái app tên là Network Pay Display, là cái app nằm ở đây, ở Network Pay Display. Rồi mình bấm, rồi mình bấm Start. Rồi xong là mình đã successful reboot cái máy Mini Clover của mình. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video này và hẹn gặp lại video tiếp theo.